Vỏ bọc doanh nhân của đối tượng xăm trổ nổ súng loạn xạ trong nhà dân. Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng diện rộng. Phát hiện món đồ chơi cực ảo có khả năng bay ngang tầm máy bay gây sốc cõi mạng. Công an điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 7 rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Xe tải hút ủi ô tô con lao vào quán ven đường, nhiều người bỏ chạy tán loạn. Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ, thu hút nhiều ý kiến bình luận. Trong đó có nhiều ý kiến bày tỏ sự sợ hãi đối với cách lái xe gây tai nạn của lái xe tải. Từ đoạn clip được chia sẻ cho thấy, chiếc xe tải bị mất kiểm soát, lao sang con đường ngược chiều, tông chiếc ô tô con, rồi ủi vào quán nước ven đường. Nhiều người đang đứng ở vỉa hè phải bỏ chạy tán loạn để tránh tai họa. Theo Nghị định 100, lái xe ô tô, điều khiển xe, không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trường hợp người điều khiển ô tô không đi đúng phần đường, làn đường, chuyển làn đường không đúng với quy định, gây tai nạn giao thông, lái xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Vỏ bọc doanh nhân của đối tượng xăm trổ nổ súng loạn xạ trong nhà dân. Liên quan tới sự việc, đối tượng xăm trổ nổ súng loạn xạ trong nhà dân xảy ra ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Ninh, ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn cho biết, Công an thị xã đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, ở Quảng Bình và đang điều tra làm rõ sự việc, sau đó có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Quan điểm là phải xử lý nghiêm hành vi manh động, coi thường pháp luật. Theo tìm hiểu, đối tượng này đang có một nhà vườn rộng lớn ở TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Hàng xóm của đối tượng này cho hay Quý là doanh nhân, mở công ty kinh doanh bất động sản, bán cua biển và cây cảnh. Quý ở nhà có tên là Chó Hợp. Ở địa phương, Quý thường gây sự với người khác. Anh Hát sống gần nhà đối tượng nói. Trước đó, như đã đưa tin, vào hôm 12 tháng 5, Quý mang súng lao vào nhà của Phan Cô Vích, sinh năm 1983 ở thị xã Ba Đồn, nổ 6 phát súng liên tiếp. Nghe tiếng nổ lớn, ông Phạm Xuân Vinh, sinh năm 1950, và bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1953, là bố mẹ anh Vích, từ tầng 2 chạy xuống. Thấy Quý dí súng vào đầu anh Vích, bà Nguyễn Thị Lý lao vào can, liền bị Quý chĩa thẳng súng vào đầu đe dọa. Đến khi ông Phạm Xuân Vinh lao vào can ngăn, van xin quỳ lại, Quý mới bỏ đi. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng diện rộng. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên sáng ngày 15 tháng 5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ chiều ngày 15 tháng 5, miền Bắc tạnh ráo, trời hứng nắng. Từ ngày 16 tháng 5, nền nhiệt tăng nhẹ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ bắt đầu có nắng nóng. Từ ngày 17 đến 23 tháng 5, các tỉnh Tây Bắc Bộ đón nắng nóng diện rộng. Riêng tại Đông Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng chỉ xuất hiện trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 5. Sau đó khoảng ngày 19 đến 20 tháng 5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 21 đến 23 tháng 3, trời nắng nóng trở lại. Dự báo từ ngày 17 đến 23 tháng 5, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đón nắng nóng diện rộng, có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trong những ngày tới, duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo trong vài tuần tới, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng các ngày 18 đến 23 tháng 5, khu vực này cục bộ có mưa vừa đến mưa to vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phát hiện món đồ chơi cực ảo có khả năng bay ngang tầm máy bay gây sốt trên cõi mạng. Mới đây, các pháp sư đến từ Thái Lan đã đăng tải nhiều đoạn video ghi lại một món đồ chơi khiến cộng đồng mạng Việt Nam không ngừng săn đón khi nó có thể bay lên một độ cao mà thậm chí mắt người còn không đủ sức để nhìn thấy. Không rõ chính xác món đồ chơi này có tên gọi là gì,
Tuy nhiên được biết đây là hàng handmade và các bạn tự chế tạo ra. Nhìn qua thì có thể thấy nó có hình tròn, ở giữa có một thanh ngang. Trong thanh ngang này hình như được chứa thứ bí mật gì đó, mà khi các pháp sư Thái Lan đốt lửa, trông nó có hiện tượng khá giống pháo hoa. Sau khi châm ngòi và buông tay ra, món đồ chơi này sẽ cất cánh bay thẳng một mạch lên tận trời cao. Phần đuôi còn xuất hiện các vệt khói, giống như chúng ta vẫn thường thấy ở các tên lửa hay máy bay. Không rõ chính xác vật thể này bay đến tận đâu, chiều cao là bao nhiêu km. Tuy nhiên, nó có thể bay cao đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy nó đã đi đến đâu và chẳng thể thấy nó rơi xuống. Một số anh em Việt Nam sau khi thấy món đồ chơi xịn sò này đã liên tục xin info để có cơ hội làm náo loạn cả bầu trời. Thậm chí nhiều người còn tác cả tên của tỷ phú thế giới Elon Musk vào, mục đích để cà khịa rằng trong nó còn tiện hơn cả tên lửa của ngài. Công an điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 7 rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Chiều ngày 14 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cho biết công an huyện đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 7 tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư CT2A Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội xuống đất tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể nạn nhân vào chiều ngày 13 tháng 5. Nữ sinh là học sinh lớp 7A4, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Bà Trần Thị Mai Hương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và xác nhận nữ sinh là học sinh lớp 7A4 của trường. Sự việc dù xảy ra ngoài trường học nhưng liên quan đến học sinh của trường, bà Hương đang có mặt tại hiện trường và cho hay nữ sinh không sống ở khu chung cư này. Chồng bị vợ bắn khi dẫn bồ nhí đi bầu cử ở Thái Lan. Một người phụ nữ bị bắt giữ tại tỉnh Samut-Prakan, Thái Lan sau khi nổ súng vào chồng mình khi ông dẫn vợ bé đi bầu cử ngày 14 tháng 5. Theo cảnh sát Thái Lan, vụ việc xảy ra vào 12:20 theo giờ địa phương. Người chồng 63 tuổi lái xe bán tải đưa vợ bé đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở một trường tiểu học. Người vợ chính thức tên Samon, 61 tuổi, chờ họ ở trước cổng trường và yêu cầu chồng mình dừng xe, nhưng người chồng vẫn tiếp tục đi. Theo các đoạn video được camera an ninh ghi lại, bà Samon nổ một phát súng vào xe trước khi nhảy lên đằng sau xe. Bà bắn tiếp hai phát súng, trong đó một phát trúng lưng chồng. Sau đó, chiếc xe mất kiểm soát và lao vào một trạm điện. Bà Samon nhảy khỏi xe và tiếp tục lấy dao đâm chồng mình hai nhát vào bắp đùi khi ông vẫn còn ngồi trên ghế lái. Trong khi đó, người vợ bé nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Sau vụ tấn công, bà Samon chờ đợi cảnh sát ở hiện trường để đầu thú. Cảnh sát phát hiện bà mang theo một khẩu súng lục và một con dao. Bà Samon cho biết mình và chồng kết hôn từ năm 1983. Những người con của họ đều đã trưởng thành. Tuy nhiên, người chồng đã rời bỏ bà để đi với vợ bé từ nhiều năm trước. Bà Samon đã nhiều lần cố gắng gặp chồng nhưng bị lảng tránh. Vì cay đắng, bà quyết định tấn công chồng mình sau khi biết ông sẽ cùng vợ bé đi bầu cử. iPhone mua online của Apple sẽ đắt hơn đại lý cả triệu đồng. Như đã đưa tin, vào ngày 18 tháng 5 tới, Apple sẽ ra mắt cửa hàng trực tuyến cho thị trường Việt Nam. Đây là nơi cung cấp các dòng sản phẩm Apple cho khách hàng toàn quốc. Cửa hàng trực tuyến của Apple sẽ có một đội ngũ chuyên gia hỗ trợ bằng tiếng Việt. Theo một nguồn tin, có khả năng các sản phẩm được Apple bán online sẽ cao hơn giá bán của các đại lý ủy quyền. Nguồn tin này cho biết mức giá iPhone được Apple bán online dự kiến sẽ cao hơn khoảng từ 1 đến 4 triệu đồng tùy theo từng sản phẩm, tương ứng cao hơn 6 đến 8% so với giá bán của các đại lý. Khi được đặt câu hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông Viettel Store cho biết, do các đại lý ủy quyền có nhiều chương trình khuyến mại và chính sách giá kèm các phương thức thanh toán, giá iPhone mua tại đây sẽ rẻ hơn giá online của Apple. Mức chênh lệch giá này sẽ tùy thuộc theo từng đời máy. Cửa hàng trực tuyến Apple chưa chính thức mở bán, nên thực tế chưa thể biết giá iPhone do Apple trực tiếp bán sẽ đắt hơn bao nhiêu, ông Khuê nói. Đại diện của Viettel Store cho rằng, tuy có thể có giá bán cao hơn, nhưng người dùng đặt mua sản phẩm online trực tiếp từ Apple cũng sẽ nhận lại những trải nghiệm chuyên nghiệp từ khâu đặt hàng trên website cho tới việc giao nhận tại nhà bởi hãng. Sau khi máy đã bóc siêu, sản phẩm bán ra bởi Apple có chất lượng và chế độ hậu mãi tương tự như máy được phân phối bởi các đại lý ủy quyền.
mất cả gia sản vì ham mua sầu riêng giác vàng giá rẻ. Trong một vụ việc gây sốc mạng xã hội, người phụ nữ ở Singapore đã bị lừa lấy hết tiền tiết kiệm cả đời khi cố gắng mua sầu riêng từ một người bán ảo. Nạn nhân mang họ Su, tình cờ thấy một giao dịch tại một cửa hàng trực tuyến trên Facebook chào bán sầu riêng Musangking, hay còn gọi là sầu riêng giác vàng với giá 4,5 đô la 1 kg và sầu riêng D24 với giá 2,25 đô la 1 kg. Các mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại. Su ngay lập tức bị thu hút bởi giá thấp, đã liên hệ với người bán tên là TMZ Fred vào ngày 4 tháng 5 để đặt hàng và hỏi về thời gian giao hàng. Người bán xin số điện thoại của cô và nói rằng Su sẽ nhận được một cuộc gọi từ một thành viên trong nhóm dịch vụ khách hàng của họ. Ngay sau đó, Su nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông hướng dẫn cô cài đặt một ứng dụng di động và nhập thông tin cá nhân để có được tư cách thành viên. Su đã làm theo hướng dẫn và nhập thông tin ngân hàng của mình vào ứng dụng vào ngày 6 tháng 5 theo hướng dẫn của người đàn ông. Theo Mothership, một cơ quan truyền thông địa phương, người đàn ông này cũng đề nghị gửi miễn phí một vài quả sầu riêng để cô thử trước. Tuy nhiên, Su không biết rằng người bán lừa đảo đã rút khoảng 37.400 đô la từ tài khoản ngân hàng của cô. Su nhận ra mình đã bị lừa đảo khi định trả tiền mua đồ ăn vào ngày 7 tháng 5 và phát hiện ra rằng mình chỉ còn 5 đô la trong tài khoản. Đây là số tiền dành dụm cả đời của tôi, Su nói. Cô đã báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương. Họ xác nhận rằng họ đang điều tra vụ việc. Sự cố này là một câu chuyện cảnh báo cho bất kỳ ai mua hàng trực tuyến, đặc biệt là từ những người bán không quen biết. Vận động viên Campuchia vừa chạy vừa khóc dưới mưa, dùng tiền thưởng trả nợ cho mẹ. Vận động viên điền kinh Bu Samnang quyết định dành tiền thưởng của mình để trả khoản nợ cho gia đình và trang trải chi phí học đại học của bản thân. Tôi muốn dùng tiền thưởng để giúp gia đình trả nợ cho mẹ và trang trải chi phí cho việc học hành. Tờ Khmer Times dẫn lời Bu Samnang. Vận động viên điền kinh Bu Samnang lay động trái tim của người Campuchia sau phần thi 5.000 mét nữ chiều ngày 8 tháng 5. Bu Samnang đã không được đánh giá cao. Cô nhanh chóng bị bỏ lại chỉ sau 3 vòng sân. Sau đó ít phút, trời đổ mưa rất to trên sân vận động Morodok Techo. Bất chấp những cơn mưa tầm tã khiến đường bít ngập trong nước, cô vẫn kiên trì chạy. Khi chỉ còn một mình trên đường đua, cô gái đã bật khóc nhưng vẫn quyết tâm về đến đích. Cô nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các tình nguyện viên, vận động viên nước ngoài và cả cổ động viên. Ngay sau đó, đích thân Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thưởng 10.000 đô la Mỹ cho cô gái trẻ. Ông Hun Sen nói rằng đó là phần thưởng cho tinh thần, sự kiên trì của cô gái. Bu Samnang đã phải trải qua tuổi thơ khó khăn. Mẹ cô làm nội trợ, còn cha cô qua đời trong một vụ tai nạn cách đây vài năm. Bu Samnang tình cờ đến với Điền Kinh vào năm 2016, khi chỉ mới 13 tuổi. Vận động viên này mất 5 năm để chính thức có tên trong danh sách đội tuyển Điền Kinh quốc gia Campuchia. Cô được đưa đi tập huấn nước ngoài hơn 1 năm trước khi dự thi SEA Games 32. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.